cô sao? Ba mẹ em thắng là thấy ba mẹ em hay không? Ba cậu ghê lắm quá, còn chấm chấm mồ hôi cho mẹ nữa. Xin mời gia đình chiến thắng bước lên đây. Nè Ken ơi, ăn trái cây cho mẹ đi. Cả ngày hôm nay không có ăn miếng trái cây nữa trơn à. Mẹ ơi, ngày mai trường con có tổ chức cuộc thi nhà họ gia đình đó mà. Kìa cha, nhanh dữ ta. Mới đầy năm rồi hả? Vậy à, ngày mai mẹ nhờ chú Tùng đến tham dự tiếp giống như mấy năm trước nha. Nhưng mà năm nay mình có chú Quang à, mẹ mình nhờ chú Quang đi. Bộ con hết thích chú Tùng rồi hay gì, chú Tùng nghe chú Tùng buồn á nha. Không có, nó chú Tùng lắm mà con nghĩ sao hôm nay con thích chú Quang hơn. Không được đâu, chú Quang bận dữ lắm. Mẹ cứ gọi đi, biết đâu chú Quang rảnh. Mẹ đã nói chú Quang bận là chú Quang bận, không có được mè nheo đòi hỏi, nghe không? Ngày mai mẹ vẫn nhờ chú Tùng. Chưa. Mẹ ơi, con muốn sữa. Muốn sữa nữa hả? Bây giờ ăn miếng cho mẹ đi nghe không? Mẹ vô mẹ pha sữa cho con đó. Tôi nghe nè. Alo. Ủa, Ken hả? Bộ mẹ con đâu rồi? Dạ mẹ con đang bận, chú chờ xíu. Ken đang làm gì á? Con chơi go. Mai chú Quang rảnh đâu? Với Ken lúc nào chú chắc rảnh. Sao, muốn chú chơi đi đâu hả? Dạ đây là bí mật của con với chú nha. Đừng có gửi cho mẹ, con sợ mẹ buồn. Ok luôn, mà bí mật gì vậy? Ngày mai trường con có tổ chức cuộc thi nhà họ gia đình. Chú chở con với mẹ đi nha. Rồi, cái này là ok, nhất trí nha. Rồi, sữa nè con. Dạ. Uống sữa đi. Thôi nếu mà ông ăn trái cây không hết thì lát mẹ bỏ tủ lạnh mai ăn ha. Ồ. Rồi, đi nè. Rồi. Bữa nay Tùng rảnh thiệt không vậy? Rảnh thiệt mà. Chứ nhờ anh tham gia ngày hội gia đình vậy á, em cũng ngại quá à. Nhưng mà không biết nhờ ai hết trơn á. Ngại cái gì, khách sáo quá à. Nè anh hứa với em luôn á, hôm nay anh với bé Ken nhất định sẽ về nhất. Ha Ken ha. À chú Quang. Anh tới đây làm chi vậy? Ken gọi điện cho tôi. Hôm nay tôi chở cô với Ken đi thi ngày hội gia đình ở trường của Ken á. Nhưng mà... Mẹ ơi, mày chăm đi chú Quang đi. Con thích đi chú Quang không? Ken, tại sao bữa nay con hư quá vậy? Hả? Mẹ đã nói làm sao? Mình đi với chú Tùng đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Con dám gọi điện chú Quang vậy là hư lắm biết không? Nín, không có miếu. Một lát về mẹ cho ăn đòn nha. Nín. Thôi, đừng la nữa. Hư quá là hư à. Con đi với ai cũng được nha, đừng có khóc nữa. Thôi mà tôi thấy con nít khóc tôi đau lòng lắm nha. Con đi chú Tùng, con đi chú Quang. Thôi con đi với chú Quang nha, nha. Đến đi ngoan nha, đi với chú Quang rồi, đi với chú Quang nha. Cái thằng nhóc này bữa nay hư quá nha. Em xin lỗi anh nha. Thôi nếu mà vậy, để bữa nào em mời bữa cơm chuộc lỗi ha. Thôi bữa nào nữa, bữa nay luôn đi, lát anh đi chợ anh nấu đồ ăn cho. Dạ cảm ơn chú Tùng à. Ngày mai con chặn cho chú Tùng một bức tranh chuột đỏ nha. Con dụ tôi hay gì, một bức sao mà đủ. Dạ chú mấy bức cũng được. Rồi thôi không cần tranh đâu, nín đi con, ngoan nha, không khóc nha, nha. Ê cha kia, tôi giao nó cho ông đó nha. Tôi cần đủ ký rồi đó, lát về thiếu trăm ram nào là ông chết với tôi. Tôi cân mẹ nó luôn rồi nha. Lát về mẹ miếng nào không biết tay tôi nha. Bây giờ đi được chưa? Thôi chú Tùng đi con. Giỏi, đi đi con. Đi con. Em đi nha. Ừ. Xin lỗi nhiều nha. Đi đến nhà coi nhà cho nha. Ủa như hôm nay tôi qua đây đi chơi gia đình mà ta.
sao tự nhiên giờ tôi bưng hai tay tôi giao không với gia đình hạnh phúc cho người ta vậy? Giờ tôi như thằng ở đợi vậy đó, vừa giữ nhà mà vừa phải nấu ăn nữa hả? Nó ra đường coi ngày hay sao trời? Mở đầu chương trình ngày hội gia đình ngày hôm nay là phần thi hai người ba chân dành cho các ông bố và bà mẹ. Các gia đình chuẩn bị. Một, hai, ba, bắt đầu. Cô sao? Còn ga lăng quá, còn chấm chấm mồ hôi cho mẹ nữa. Xin mời gia đình chiến thắng bước lên đây. Dạ, xin chúc mừng gia đình. Và phần thi chiến thắng ngày hôm nay thuộc về gia đình bé Minh Khôi. Xin chúc mừng hai vợ chồng. Và bây giờ mình xin mời gia đình vào trong chuẩn bị cho phần thi tiếp theo ạ. Vô chuẩn bị con.